Được chưa? Khi ôn được mạch điện thì em phải chú ý. Thì ta có ví dụ như trong cái sơ đồ vai trò nó trước. Nguồn điện là biết vai trò nó là gì rồi đúng không? Nguồn điện thì vai trò của nó chính là tạo ra và duy trong mạch điện. Thế còn ampe kế thì nhận dạng của nó. Nhận dạng ampe kế thì đó chính là trên mặt của ampe kế thường có ghi chữ A hoặc là MA, thường là có ghi chữ A. Ampe kế thì nó thường được mắc nối tiếp với vật cần đo cường độ điện. Vậy công dụng của ampe kế này nó chính là đo cường độ dòng điện. Đấy, công dụng của nó là để đo cường độ điện chạy qua vật dẫn. Là ta phải mắc nối tiếp với vật chúng ta cần đo cường độ điện. À, trên này bóng đèn. Bóng đèn được gọi là gì trong mạch điện? Em có biết là nó có vai trò gì trong mạch điện không? Sáng. Phát sáng hay người ta còn gọi là tiêu thụ điện. Là nó là vật tiêu thụ điện. Còn cái Vô kế đúng rồi, vôn kế trên mặt của nó có chữ chữ gì? vỏ Ừ, chữ V. Cái công dụng của nó là gì biết không? đo hiệu điện thế. Đúng rồi, đo hiệu điện thế, nhưng mà nói rõ hơn là đo hiệu điện thế hai đầu mà nó mắc song song với nhá, hoặc là nó mắc vào. Như vậy để đo được hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn thì vôn kế phải được mắc như nào với bóng đèn? Mắc nối tiếp hay song song? Song song Đúng rồi, mắc song song. Để đo được hiệu điện thế hai đầu bóng đèn thì vôn kế phải được mắc song song với bóng đèn. À, thì bây giờ mạch bây giờ là bóng đèn đây có sáng không? Bóng đèn này có sáng không? Bóng đèn này đang không hoạt động, đúng không? Như vậy mạch này gọi là mạch gì? Đúng rồi, mạch hở. Và lúc này thì vôn kế và ampe kế chỉ giá trị là bao nhiêu? không Chỉ số 0 hết. Nghĩa là ampe kế chỉ 0 ampe và vôn kế chỉ 0 vôn, đúng không? À, bây giờ thầy ấn công tắc này thì em nhìn thấy là cái công tắc bây giờ là công tắc gì đây? Đúng rồi, công tắc ở trạng thái đóng và bóng đèn đang sáng. Lúc này thì em nhìn thấy là số chỉ của ampe kế và số chỉ của vôn kế lúc này là bằng không hay là khác không? Đúng rồi, khác không. Mà nó khác không như này, nó sẽ chỉ một giá trị nào đó. Thế ở trong mạch điện này thì chúng ta thấy là thầy thay đổi những cái giá trị này. Thì em thấy là số chỉ ampe kế thay đổi. Cái số chỉ của vôn kế thì ở đây là trong mạch này. Vì nó chỉ có thiết bị là cái bóng đèn nó tiêu thụ điện thôi, do vậy là số chỉ của vôn kế ở đây nó không thay đổi. Cũng được coi như khi nó mắc cái này thì nó chính là đo hiệu điện thế ở hai đầu nguồn điện. Được chưa? Đấy, thầy có thể mắc cái vôn kế ở đây nó vẫn chỉ 10V, và nếu như mà chúng ta mắc ở xuống phía dưới này hai cực của nguồn điện này nó cũng sẽ chỉ là 10V. Nhưng người ta có hỏi một cái câu nữa là trong mạch điện ấy, thì khi mà mạch hở thì ở đâu có, ở giữa hai điểm nào là có hiệu điện thế khác không? Muốn biết được để ý này, trong cái mạch điện này nhé, thì giữa hai điểm nào là sẽ có hiệu điện thế khác không? Thì có các cái điểm như là ở đây nhé, thầy chuyển sang cái mạch khác này, đó thì quay sang để ý nhé.
À, thì chuyện có xoay sang cái mặt này. À, thầy có các cái điểm, thầy viết đây nhá. À, thầy cho cái điểm ở đây là A này, ở đây là B này, à, C này, và điểm ở đây là D. Nào theo thắng thì ở đâu có hiệu giữa hai điểm nào sẽ có hiệu thế khác không? Thầy có cái đáp án nhé. AB. Hiệu thế hai điểm AB khác không hay bằng không? Nào nói bật mic đi, bật mic đi nói. Rõ. Bằng không. AB bằng không. Rồi, đáp án của em là AB bằng không. BC. Bằng không. BD. Bằng không. BC là bằng không, BD là bằng không, AB, AD, AD, Hãy subscribe. DC. Chỉ bằng không. DC bằng không. Rồi, thầy cho biết là có trong số các đáp án em đưa ra có một đáp án đúng, còn lại là có 1, 2, 3 đáp án đúng. Đáp án sai của mình là có 2 đáp án sai. Có biết đáp án nào sai không? Để hỏi các cái điểm như là A, B này, B, C này, BC này, BD này. C, D này. À, thì trong các đáp án này thì em nói là lúc nãy là AB là bằng BC cũng bằng mấy? Cũng bằng không nhỉ. D cũng bằng. Bằng không phải không? Đúng không? Wow. CD cũng bằng không đúng không? Còn AD là phải không? Rồi, thì bây giờ thầy cho biết đáp án này. Trong các cái trường hợp này thì AB bằng 0 là đáp án đúng, BC bằng 0 là đáp án đúng và AD khác 0 là đáp án đúng. Vậy em có 3 đáp án đúng nhá. À, giữa hai điểm BD mà có hiệu thế bằng 0 là một đáp án sai. Và giữa hai điểm CD bằng 0 cũng là một đáp án sai. Giờ xem nhá, quay sang hình cụ thể này. Thầy sẽ dùng cái vôn kế này để kiểm tra xem là nãy em nói đúng hay sai nhé. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái hình này, chúng ta đối vào này. Giữa hai điểm A và B, đây là A đúng không? Đây là B. Nào, bằng không là đúng, đúng không? Rồi, thì bây giờ giữa hai điểm nãy là điểm gì? Điểm B này. Và điểm gì? Điểm C ở đây đúng không? B và C đúng không? Đây, thầy đấu sang đây để nhìn đến đây giữa hai điểm mà B và C. Đây, C ở đây. Bằng 0 là đúng. Vậy là có hai đáp án đúng rồi đúng không? Đấy, và một đáp án nữa của em là giữa hai điểm. Điểm nào? Điểm A và D.
Ai thì đấu xuống A này, cái này đấu xuống A, cái này đấu vào D. Đó, nó bằng 10V, khác không? Đúng rồi. Thế còn giữa hai điểm, đây là điểm D nhá, điểm này là điểm D, điểm đây là điểm B. Thế đấu vào điểm B này. Đấy, nó khác không? Như vậy nãy em cho kết quả bằng không là đúng hay sai? Sai. Mỹ điểm D của nó là khác không? À, đấy còn một điểm nữa là điểm gì? Mình bị sai này, đó là điểm. Điểm gì biết không? Đây hai điểm, thứ hai điểm này. Nó cũng bằng mấy? 10. Như vậy là giữa hai điểm C và D cũng bằng 10, mặc dù cái khóa cao nó mở. Thế bây giờ làm nào để biết được là giữa hai điểm nào là cái kỹ năng nhá, làm nào để biết được hai điểm nào có hiện thế khác không thì thầy hướng dẫn cho sau này. Đấy này, quay lại cái hình này nhé. Thế giữa hai điểm nào mà có điểm tế khác không thì bây giờ ta cứ để ý này, ta dò này. Từ hai điểm đấy mà nếu như bây giờ ta dò được một điểm mà điện và một điểm còn lại nối với cực âm của nguồn điện thì hai điểm đấy sẽ có hiệu tế khác không? Vậy giữa hai điểm A và B có hiệu tế bằng không là vì sao? Bởi vì A này, nhé, A này này. À này. Nó nối được đến cực dương. Điểm B có nối được đến cực âm không? Không, bởi vì nó làm sao rồi? Đây nó bị ngắt rồi. Nó vậy là giữa hai điểm A và B có hiệu thế bằng không là đúng. Tương tự như thế giữa hai điểm B và C này. B mà dò đến đây thì dò được tới cực dương của nguồn điện là đúng. Là một rồi. Nhưng điểm C có tới được cực âm không? Không kéo đến cực âm, bởi vì đến đây nó bị hở rồi, cái mạch này, chỗ đạn này hở rồi, như vậy không đến được cực âm rồi. Như vậy BC có hiện thế bằng không là đúng. Nào B và D thì tới được cực dương rồi, còn D thì tới được cực âm, đúng không? Nó không bị ngăn cản gì cả, nó thông đến cực âm rồi. Như vậy là BD thì phải có hiện thế gì? Cái này phải khác. Đúng rồi, phải khác không? Đấy, tương tự như thế thì CD như nào đây? Điểm C nó không đi qua đây được nhưng mà nó lại đi được tới cực gì? Điểm C này. Tới được cực dương. Cực âm. Là giữa hai điểm C và D này sẽ có hiện thế làm sao? Khác không? Khác không. Và tương tự như thế thì A và D cũng sẽ có hiệu thế khác. Không, bởi vì D thì tới được cực âm rồi, điểm A thì tới được cực gì? Nó được tới cực dương rồi. Vậy hiểu được kỹ năng ở chỗ này chưa? Đấy là một số kiến thức liên quan đến mày khi học ấy thì phải trong các cái tình huống ở trong bài thì phải chú ý, phải nhớ. Vậy ghi cái chỗ này vào cho thầy, ghi cái kiến thức vào để xác định giữa hai điểm bất kỳ ở trong mạch điện có hiện thế bằng không hay khác không thì ta làm thế nào. Ghi kỹ năng ra. Ta làm thế nào đây? Nối lần lượt hai cái điểm đó tới các cực của nguồn điện, nối lần lượt hai cái điểm đó tới các cực của nguồn điện. Nếu điểm thứ nhất mà nối được tới cực dương, điểm thứ hai nối được tới cực âm mà không bị ngăn cản ấy, như là không bị hở, thì giữa hai điểm đấy sao có hiện thế khác không? Nếu hai điểm đó này mà lần lượt
một điểm nối được đến cực dương, một điểm nối được đến cực âm của nguồn điện, mà không có chỗ nào bị hở, thì giữa hai điểm đó có hiện thế khác không? Ngược lại, nếu một trong hai cái điểm đó mà khi nối điểm, một điểm mà tới được cực dương hoặc nó đến được cực âm, nhưng cái điểm còn lại ấy, lại không đến được cực âm hoặc không đến được cực dương. Ví dụ đây như là điểm cái gì? Đây này, trong cái bài này là điểm A tới được cực dương. Như vậy là giữa hai điểm A và B sẽ có hiện thế khác. A không. Và khác không bằng không. Nó sẽ bằng không. A và B sẽ bằng có không. Hiện thế bằng không. Tương tự giữa hai điểm B và C cũng thế. Điểm B thì nối được đến cực dương nhưng điểm C thì lại không nối được đến cực âm. Như vậy giữa hai điểm B và C sẽ có hiện thế bằng không. Hình dung như vậy. Rồi bây giờ quay sang ôn về cái mạch mắc nối tiếp song song để hiểu những có những kỹ năng gì ở trong cái mạch đó. Bây giờ trong cái mạch này bây giờ nó không phải là có một đèn nữa mà bây giờ nó có đèn nữa mắc cái này. Cái môn kế này thấy chưa mắc của mạch thì hai cái bóng đèn nó mắc theo cái kiểu như này thì người ta gọi là mắc nối nối tiếp này. À, nhớ lại và ghi lại cho thầy này, ghi nhá, hai bóng đèn mắc nối tiếp với nhau trong mạch. Nếu chúng được mắc thành một dãy liên tiếp giữa hai cực của nguồn điện, một dãy liên tiếp đây em nhìn này, nếu chúng được mắc thành một dãy liên của nguồn điện, đây thầy đi một vòng đi từ cực dương qua bóng đèn thứ nhất sang bóng đèn thứ hai, đi theo cái dây này sang bóng đèn thứ hai, đi qua bên kế đến cái khóa K này thì về đến cực âm của nguồn điện. Như vậy hai cái bóng đèn mắc theo cái kiểu này người ta gọi là mắc nối. Đấy, và khi thầy bật công tắc một cái thì cả hai bóng đèn này sẽ sáng, nó tạo thành một cái dòng điện chạy, chạy trong cái mạch như này. Ở trong cái bài mạch mắc nối tiếp ấy, thì người ta thường có những câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất này, nếu một bóng đèn bị cháy, nếu như cái bóng đèn 1 bị cháy chẳng hạn thì bóng đèn 2 còn hoạt động không? Không. Rồi, vì sao lại không? Vì nguồn điện không qua được đèn 1. Hay nó khá là lúc đó nó là mạch hở, nhớ chưa? Lúc đó mạch điện được gọi là mạch hở. Đây thầy thử này, bây giờ cái bóng đèn 1 bây giờ ta cháy hay là ta xóa nó đi. Đấy, thì đèn 2 lập tức là sao? Tắt luôn. Tắt. Không không thể có dòng nữa bởi vì cái mạch này bị hở cái đoạn này rồi. Vậy không thể có dòng được. Vậy tương tự như thế, nếu mà đèn 2 mà bị cháy thì đèn 1 thế nào? Có sáng được không? Không. Rồi cũng không. Đấy, trường hợp thứ 3 là nếu như trong mạch này mà có chỗ nào đó bị đứt, bị hở thì có sáng không? Không. Rồi đây thầy đứt này, à, nó bị đứt đây thì điện chạy qua cũng đèn này được nữa. Vậy đấy là một cái đặc điểm của mạch mắc nối tiếp. Đấy, trong mạch mắc nối tiếp này mà có một thiết bị hỏng, cháy hay bị tháo ra hay là một chỗ nào đó bị hở thì mạch điện sẽ không có dòng điện chạy qua. Đấy là một cái kiến thức mà phải lưu ý. Có thể xem lại nhé. Đấy, chú ý cho thầy nhé. Trong mạch mắc nối tiếp mà nó xảy ra cái điều đó thì em phải chú ý. Là cái kiến thức tiếp theo, mạch mắc nối tiếp mà phải nhớ đó là gì? Liên quan đến cường độ dòng điện này.
trong mạch điện nối tiếp thì cường độ dòng điện nó có đặc điểm gì? Còn nhớ không? Thắng còn nhớ trong mạch băng nối tiếp thì nó có đặc điểm gì không? Rồi, không nhớ thì hãy tạm thời nhìn hình nhé. Chỗ này em kia chỉ bao nhiêu đây? 0,4 ampere. Đúng rồi. Ở vị trí này thì gọi là vị trí số 1. Bây giờ sử cho đây là vị trí 1 nên nó chỉ là 0,4. Rồi, bây giờ thầy không mắc nó vào chỗ đấy nữa, mà chỗ này bây giờ thầy thay bằng dây và bây giờ thầy mắc nó vào giữa này. Thầy mắc cái em kế vào giữa này. Nào, chỗ này thì gọi là hai thì nó lại chỉ bao nhiêu đây? Nó vẫn chỉ không phải thì mấy? Vẫn chỉ 0,4. À, bây giờ thầy không mua đây nữa mà thầy lại mắc sang sườn bên này. À, bây giờ à, Thắng cho thầy biết xem là lúc này nó chỉ bao nhiêu. 25. Nó chỉ là 25 mà. Xem nhé. À, nó chỉ bao nhiêu đây? Bạn là gì? Cái đoạn là gì nhỉ? Trong mạch mắc nối tiếp. Thì cường độ dòng điện không đủ có giá trị như nào tại mọi điểm? Anh người ta có nói sử dụng cái từ nó chuẩn hơn là có giá trị bằng nhau hay là như nhau tại mọi điểm. Thế à? Vâng, nếu chỗ này ta gọi là Y1 này, chỗ này ta gọi là Y2 này, chỗ này gọi là Y3 này, thì ba cái Y đấy như là bằng bằng Y mấy? Bằng Y3, ghi nó ra nhỉ. Đấy là tính chất về cường độ dòng điện ở trong mạch mắc nối tiếp. Được chưa? À, bây giờ đến tính chất của hiệu thế trong mạch mắc nối tiếp. Thì hiệu thế trong mạch nối tiếp có đặc điểm như nào? À, bây giờ để ý. Ở đây là hai bóng đèn. Cái vị trí này thì gọi là vị trí 1, 3. À, bây giờ thầy sẽ dùng cái vôn kế này để đo cái hiện thế từng vị trí 1, vị trí 1, 2. Sau đó sang bên này thầy đo vị trí 2, 3 và đặt ở giữa này thầy đo vị trí 1, 3. Hiện thế hai đầu đèn 1. À, xem là hiện thế hai đầu đèn 1 chỉ bao nhiêu nhé. Hay là U1, 2 cũng được. Ở trong là ôn gọi là U12 đấy, không bao nhiêu. Nào bây giờ thầy bật công tắc xem U12 bao nhiêu. À, U12 bằng mấy đây? Rồi, U12 bằng 8. Tắt mạch đo sang U23. Chuyển sang U23 xem đo bao nhiêu nhé. U23 bằng mấy? 2. Bằng 2V. À, bây giờ đo U13.
một, chỗ này nối với một, chỗ này đấu với ba. Nào u 13 này bằng mấy này? 13 bằng ta so sánh giữa u 13 và u 12 với lại u 23 thì ta thấy điều gì? U13 bằng U12 cộng U23. Khác ở trong mạch mắc nối tiếp thì nó có đặc điểm gì? Thì em phải ghi ra này. Đấy, hiệu đến thế hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp đấy. Hiệu đến thế hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp. Đây là hai cái đèn này mắc nối tiếp này. Thì bằng tổng hiệu điện thế bằng đến hai đầu mỗi đèn, nó bằng tổng hiệu điện thế hai đầu mỗi đèn. Đấy, có nghĩa là U13 thì bằng U12 cộng U23. Đấy nhá, đấy là tính chất của mạch mắc nối tiếp. Nhớ lại đấy là kiến thức này chúng ta đã nghiên cứu rồi. Giờ nhớ lại thế đó, cái đèn như này thì mắc nào với nhau? À, bây giờ hai cái đèn 1 và 2 này thì mắc nào với nhau đây? Song song. Cái mắc cái này thì người ta gọi đây là cái mắc song. Song song. Bây giờ để ý này, nếu như cái tính chất của mạch này nhá, nếu như bây giờ một trong hai cái đèn này nó bị cháy thì cái đèn còn lại sẽ thế nào? Không hoạt động. À, xem nhé, xem có đúng không này. Thầy gọi cái đèn trên là đèn 1, đèn dưới là đèn 2. Nếu đèn 1 bị cháy thì đèn 2 nào này? Thầy ý nhé. Đây, thầy tắt mạch đi. Cái giả sử như là cái đèn này nó bị cháy, nghĩa là mình tháo ra khỏi mạch đi. À, thầy bật lại công tắc xem cái đèn nó có hoạt động nhé. Đây, nó vẫn hoạt động. Như vậy dự đoán của mình đấy là chưa đúng, đúng không? Vậy khi một cái bóng đèn bị hỏng thì đèn còn lại vẫn hoạt động bình thường. Được chưa? À, kiểm tra lại nhá, bây giờ không phải là đèn. Đèn 1 hỏng nữa mà bây giờ là đèn. Đèn 2 hỏng này, xem nhá, xem lại. Đấy, đèn 2 hỏng, đèn 1 vẫn hoạt động bình thường. Được chưa? Vậy em để ý là cái tính chất của mạch mắc song song đó là gì? Nếu như một thiết bị hỏng thì thiết bị còn lại vẫn hoạt động bình thường. Nào, bây giờ sang cái kiến thức thứ hai, đó là gì? Cường độ ở trong mạch này thì có mối liên hệ với nhau như nào? Thế là muốn đo cường độ điện ta phải dùng ampere kế. Nào, bây giờ thầy sẽ dùng cái ampere kế này để đo dòng điện qua, gọi cái này là qua đèn 1 I1, I chạy qua dây dưới này là I2 và I ở trong cái đoạn mạch phần này này. À, bây giờ nó có một cái điều nữa là chú ý là trong cái này phải chú ý là phần mạch rẽ, phần mạch chính. Để giới thiệu qua một chút máy tính. Thế cái phần nào là phần mạch rẽ thì đây chính là phần mạch rẽ thứ nhất này. Phần mạch rẽ bắt đầu từ cái điểm chấm đỏ này, đi qua cái đèn 1 này, đến cái điểm chấm đỏ này, thì ta gọi đây là phần mạch rẽ thứ nhất, hay mạch rẽ chứa đèn 1. Là từ cái chấm đỏ này, đi qua cái đèn 2 này, đến cái chỗ chấm đỏ này,
thì ta gọi đấy là phần mạch rẽ chứa đèn 2. Thế còn cái phần còn lại của cái mạch này là bắt đầu từ cái qua cái phần dây này đến cái nguồn điện, đến cái khóa K này và sang đến cái chấm đỏ bên này. Đó, cái phần này này. Đấy, chỉ nhá, đi theo con chuột này. Thì cái phần này người ta gọi là phần mạch chính. Đấy, phần này gọi là phần mạch chính này. Cái ta có là trong cái mạch mắc nối, mạch mắc song song nó sẽ có hai phần mạch, một là phần mạch rẽ, hai là phần mạch. Đấy, phân biệt ở đâu là mạch chính, ở đâu là mạch rẽ chưa? Rồi, thế bây giờ thầy gọi trong cái mạch rẽ chứa đèn 1 là I1. Cường độ dòng điện chạy qua mạch rẽ chứa đèn 2 là I2. Còn phần cường độ dòng điện trong mạch chính này là I. Là I. Thế thì bây giờ thầy sẽ đo, dùng ampere kế này đo cường độ dòng điện qua cái đèn 1 này. Thế để đo được cường độ dòng điện qua đèn 1 thì thầy phải tháo cái đoạn dây đó ra và mắc cái ampere kế này vào. Đấy, mắc vào thì thầy sẽ mắc nó. Cái này nó hơi cồng kềnh. À, bây giờ cái ampere kế 1 nó sẽ chỉ được bao nhiêu? Để đơn giản thì thầy sẽ cho cái hiệu thế này nó là 6 đi, cho nó dễ tính. 9 đi. Nào, vậy cái I1 này nó bằng mấy nào? Rồi, I1 bằng 3 ampere. Rồi, sang đến I2 ở dưới này. Giờ tháo cái này ra và mắc nó vào đây. Ok, vào đây. Đó, để cho nó dễ nhìn, nối dây nó như ra như này. Đó, thì I2 nó bằng mấy đây? 1,5 ampere. Vậy lại I1 thì bằng 3,5. Được chưa? À, thì bây giờ xong cái I1 và I2 rồi, ghi rõ vào nhá. I1 đấy là bằng 3 này. I2 bằng 1,5 này. Thế thì I ở đây nó bằng mấy? Để đo cái I nó dễ nhé. Là I là thầy mắc cái nó vào vị trí này để đo I. Nào, I bằng mấy đây? I bằng 4,5. Đó. À, I ở bên này hay là bên này thì có gì khác nhau không? Đấy, thầy bây giờ xóa chỗ này đi. Mắc sang phía bên này nhé, xem nào. Mắc luôn ông dưới này cho ra này. Thì nó có khác gì nhau không này? Có khác gì không? Thế là cái phần mạch chính này, trong phần mạch chính thì cường độ dòng điện của nó là luôn là như nhau nhé, nó đều bằng mấy này? 5 ampere. Rồi bây giờ so sánh cường độ dòng điện trong mạch chính I1 và I2 thấy điều gì? I này này sẽ bằng I1 cộng I2. Rồi, hay nói khác là cường độ dòng điện trong mạch chính thì bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ. Thấy chưa? Ghi cái đấy vào ở trong sách. Tôi ghi nó vào. Đấy, cường độ dòng điện trong mạch chính, cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ. Một cái thí nghiệm tổng quát hơn để nhìn nó thấy rõ này, để cho thêm mấy cái ampere kế nữa vào để so sánh này, từng cái ampere kế một. Lúc mà thầy thay đổi bất kỳ một giá trị nào thì cứ nhìn số chỉ của ba cái ampere kế này mà nhìn nhé.
À, nhìn thấy chưa? À, đấy, trong trường mà bây giờ thầy giáo thay đổi thì em có thấy là cái so sánh này, cái Y1 cộng với cái Y2 nó có bằng cái Y này không? Rồi, hay nói khác là ta này thấy rằng là gì? Là Y1 cộng Y2 luôn luôn bằng Y, hay là Y luôn bằng Y1 cộng Y2. Thấy chưa? Đấy, khi em thay đổi các cái giá trị của nó đi thì nó luôn luôn thỏa mãn được cái điều kiện đó là Y1 cộng Y2 luôn bằng Y. Cái tính chất về cường độ ổn định trong mạch Mach gì đấy. Song song. Rồi, mạch Mach song song. Thế là sang tính chất thứ ba. Đó là hiệu điện. Thế. À, để đo hiện thế thì bây giờ thầy phải dùng đến một cái dụng cụ đó là vôn kế. Nhưng thầy sẽ kéo cái này xuống để thầy đo cho nó rõ này. Giả sử thầy cái vôn kế này nó đặt ở vị trí này, bây giờ thầy đo vôn kế đo ở hai đầu đèn một. Đấy là U1 nhé, hay là U12 đấy. Cái giữa hai điểm mà ở hai đầu động mạch mắc song song là thầy gọi là đây là hai điểm MN, hai điểm này điểm MN. Thế còn đây là hai điểm 1 2. Còn đây là hai điểm 3 4. Đấy là, thì giữa hai điểm 1 2 thì ta thấy là nó vào, hay là U1 đầu đèn 1 đường. Trong trường này thì nó bằng 10. Rồi thì bây giờ ta đối xuống hiệu thế hai đầu đèn 2, nghĩa là nối xuống hai điểm 3 và 4. Xem nào. À, nó vẫn chỉ mấy? Vẫn chỉ là 10. Nha. Thì em chú ý là nó không nối với cái đèn ở trên đâu nhé, nó đây là cái dây này là nó mô tả là nó nối hai điểm dưới này rồi. Vậy hiện thế đây là bằng vẫn là à, bây giờ thầy không nối ở điểm đấy nữa mà bây giờ thầy nối giữa nó với lại hai điểm đầu hai đầu đoạn mạch của đoạn mạch mắc song song này. Thầy đóng công tắc thì số chỉ của ampere, à, số chỉ của vôn kế theo em thì nó sẽ là bao nhiêu? Bây giờ thầy đóng công tắc này. À, thế là nó vẫn bằng đấy. Hay nói cái khác là gì? Người ta có thể kết luận điều gì ở đây? Trong thì hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch mắc song song. Hiệu điện thế hai đầu mỗi mỗi gì? Đèn. Không à, bằng hiệu điện thế mỗi mạch rẽ như thế. Đấy là kiến thức của đoạn mạch mắc song song em cần phải lưu ý. Đấy, từ đây thì ta sẽ có các cái bài tập. Đấy, giống như là người ta cho U1 cho U1 thì người ta hỏi là U2 bằng mấy? Cho hiệu thế hai đầu đèn 1 thì hỏi U hiệu thế hai đầu đèn 2 bằng mấy thì có trả lời được không? Rồi, cứ tạm thời biết thế nhé, để có được lời giải ở phần bài tập thì sau thầy sẽ chỉ sang trong bài này thì nó còn có yêu cầu gì? Thế bây giờ người ta bảo là bây giờ người ta cho này, cho hai bóng đèn, nhé, cho hai bóng đèn và hai công tắc một nguồn điện. Bây giờ hãy thiết kế một cái mạch điện, thiết kế một cái mạch điện nhé, để có thể bật tắt được hai bóng đèn đấy riêng biệt.
Thì Thắng thử suy nghĩ xem là lúc đó thì hai bóng đèn này sẽ được mắc nối tiếp hay sao. Bài toán là cho hai bóng đèn và hai công tắc một nguồn điện. Em nghĩ em mắc công tắc. Vì sao lại mắc công tắc? Vì sao lại mắc không sao? Sao biết không? Tư duy không xong, không xong mà không phải mắc nối tiếp. Rồi thì mắc nối tiếp nếu mà cái đèn kia hỏng thì cái đèn này không phải được. À rồi, nhưng mà mình không nói là thế, nghĩa là nếu như mà cái một cái đèn mà bị tắt thì cái đèn kia cũng sẽ tắt theo hoàn được, cho nên là không thể nào mà hoạt động riêng biệt được, đúng không? Cho nên là hai bóng đèn này phải được mắc xong song song với nhau. Thế mà song song thì cách mắc của nó sẽ như nào để có thể điều khiển được riêng biệt? Nào, nếu như bây giờ ở đây một công tắc và cho thêm một công tắc nữa, mắc cái này thì là mắc cái này là đúng hay sai? Sai là sai. Cái mắc nào đúng tư duy nè, thì chỉ ở đây nó nói mô tả xem là cách mắc nào là đúng. Gọi đây là K1, đây là K2. Cái mắc nào đúng? Mắc ở chỗ mặt sẽ đó. Vâng. Cái này cái gì? Đúng không? Ở đây hay là mắc ở đây? Hay thì mắc ở đây đúng hay sai? À. Ở đây cũng hai bóng đèn hai khóa đây, mắc này đúng hay sai? Đúng. Okay. Có điều khiển được đâu, có điều khiển riêng biệt đâu. Cái này thì điều khiển đây đóng cái này vô dụng rồi, bởi vì cái này nó tắt thì cái kia không có tác dụng. Hai cái này đây, cái lỗ này và lỗ bằng dây, còn công tắc ở trên này thì đây với là điện đúng. Này thì nó khiển được riêng đây, bật tắt một thì một sạc tắt thì nó tắt, ở dưới này bật công tắc này thì cái đèn này bật công tắc hai thì hai sáng,
tắt không ai thì đèn hai tắt, đèn một không chịu ảnh hưởng gì đúng không? À, nếu hai đèn là đang sáng cái này mà chúng ta hai thì đèn một vẫn hoạt động đúng không? Đúng rồi, cái cách mà chúng ta mắc cái này thì đây mới là cái cách mắc chuẩn, tức là có hai bóng đèn và hai công tắc thì chúng ta phải mắc nó như này thì các cái bóng đèn nó mới hoạt động riêng biệt đúng không? Rồi, đấy là chú ý tại cái chỗ mà chúng ta có hai bóng đèn thì chúng ta sẽ để ý là và hai công tắc ấy, thì chúng ta sẽ có các cái cách mắc như thế để các cái bóng đèn nó. Rồi, tạm thời kiến thức học cũng như thế, sau đó thì tìm thêm các tài liệu. Ở đây mai thầy sẽ cho một vài bài tập để làm. Có gì nữa không? Không. À, nếu không thì buổi học hôm nay dừng ở đây nhé. Mai thì giáo sẽ gửi bài tập.